Sáng lên cho anh em cái bánh mì về đi mua Asilo nha anh em. Đó, đi Asilo mua bánh mì với nó lộn cậu dầm lầy. Điều đáng nói là xe này giá bán cho anh em là chưa đầy 10 triệu ha, mà em chạy em thấy đó nó ngon bóp da đầy đèn bù gói. Cái này đúng là ghé tiền mà ít hao mà mau lịnh bệnh nữa nè. Chết chà, sao chạy đèn biết ngược dốc nữa nè. Khó thằng đây chút nghe nè. Rồi em làm bằng mọi cách miễn sao mà em chạy được thôi anh, tại vì đi côn đi một tay nó rất là khó nha nè, bắt đầu từ đề ba đó mà khó, còn nó có cái chớn đi thì nó dễ thôi. Chạy ngon quá nè em ơi, 10 triệu bạc. Tại vì khi mình nói cái khi mình nói cái xã hội nó không công bằng, chứ thật ra mọi thứ đều không công bằng hết. Chứ anh em thấy nếu mà anh em mà đi cái chiếc mà ví dụ công tay này, ví dụ chiếc 67 đi, đơn giản này, 67 mà bụi cùi bây giờ nó bán còn mấy triệu ha. Còn đẹp đẹp này kia đổ này giờ phải hơn 20 luôn, vài chục luôn đó. Mà chạy đi lên thì xuống rồi tới hư lui. Còn anh em thấy 9 triệu rử cầm 2 kg nè đi, quá im máy quá đó. Đối với công tay mà 125 này thì anh em vừa đi vừa cài vừa kéo vừa cuốc, cái gì nó cũng mạnh á, nó không có da tay anh em mà lôi xe nó còn mạnh dữ nữa. Mà độ xu thì anh em biết rồi, rất là chất lượng nha, nó dày lắm á. Nó đi trừ mắc giá rất là cái thương hiệu xe gắn máy ở Việt Nam mình nó không có. Cái thứ hai là phụ tùng phụ kiện nó mắc, nó rất là mắc à. Em đi xe côn là em trước khi mà giò em chống xuống là no liền đó, à, đẳng cấp mà. Một tay nha, chứ hai tay mình không nói, một tay thôi à, 9 triệu rưỡi quá rẻ luôn. Cái này còn riêng luôn, máy riêng luôn, máy làm giờ mà đầu máy nó chưa đụng chạm gì luôn, thấy không, rất xứng đáng nha, đi bền lắm đó. Anh em nào không chơi thì cứ chơi cái này biển Trà Vinh ha, bán cho anh em 9 triệu rưỡi đó. Đi mua bánh mì ăn sáng thấy chạy ngon quá cũng lên cho anh em, để anh em lao động nghèo không có xe mua cái xe này đi im lắm á nè. Đó, nói thẳng ra thì cái hãng nó hạn chế thôi, chứ đồ đạc thì mình vô hãng mình mua thì nó cũng có đó. Vô hãng mà đặt mua có rồi thôi, máy móc ngon ấy, áo sống thì cũng có chày có nứt có bể lai gai thôi. À, nhưng mà cũng chấp nhận được với cái tầm giá tiền mình bỏ ra á anh em ha. Mở khóa đâu trên y hết trơn nha, không có rút chìa ra lúi cuối ở dưới mở đâu đó. Rất là ngon luôn. Rồi anh em mua ủng hộ 9 triệu rưỡi cái con Asilo này thì alo hết nha anh em, xin cảm ơn.